dạ vâng ạ xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo và tiếp tục thì ở trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại lên cho cả nhà mình các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật thụy sĩ và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật vì thế cho nên là cũng sẽ có những phiên bản còn mới nguyên hộp chưa qua sử dụng và cũng có những mẫu thì cũng đã qua sử dụng rồi và em giới thiệu chi tiết hơn cho cả nhà mình ở trong video mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số zalo của em đó là số 08 58 58 thứ quý 2. hoặc có thể để dưới phần comment bình luận à, ngày hôm nay thì em em cũng sẽ giới thiệu đến cho cả nhà mình đó là các mẫu của son này, thương hiệu nội địa của nhật. Ngoài ra thì sẽ có các mẫu của canivan này, uh, Selco này, rồi là phiên bản của capri watch uh, và orange và một vài thương hiệu khác nữa. là vâng và không để mọi người đợi lâu thì uh, em cũng sẽ lên luôn với bạn sản phẩm đầu tiên và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like ở video cũng như là các cái lượt follow kênh nhé. Uh, với phiên bản đầu tiên ý thì uh, em sẽ gửi đến cho cả nhà mình đó là một mẫu của technot dạ vâng các anh chị thấy là form kiểu dáng của technot ở phiên bản này nó rất là giống với cả thương hiệu của giống với cả phiên bản của Hublot rất đẹp luôn đây là một uh, phiên bản mẫu pin uh, nhưng ở bản này thì em có về là phun hộp giấy tờ sổ sách đầy đủ nhá thường thì technot thì em sẽ đa số là em sẽ đấu là mới nguyên phun hộp luôn ý để mọi người ví dụ như mọi người có thể là uh, để tặng này hay là để đeo để trưng bày đúng không ạ mình sử dụng hàng mới nó sẽ rất là ok với mẫu hiện tại em đang cầm trên tay này Bản này sẽ dành cho anh nam tay vừa và hơi to Đây là mẫu pin và nó có thiết kế mặt bên trong của nó sẽ hơi theo kiểu dạng như là giả lộ cơ Và nó có một cái tâm nền, đó chính là tâm nền màu xanh Đúng không ạ? Kim giờ, kim phút, kim dây này Kính thì thường của các cái bản của dòng nót này thì người ta sẽ sử dụng đó chính là dòng kính cứng cường lực nhá Thì cái kính cứng cường lực này thì nó cũng có một cái ưu điểm đó là nó có cái độ chống trời chống xước của nó rất là tốt Trên 80% mà thứ hai nữa đó là cái độ chống va đập của nó cũng sẽ rất là ok. Đấy, đây mọi người thấy là viền này, phanh xước này, đúng không ạ? Và được cố định bởi 6 cái đinh ốc hình hai cạnh. À, toàn bộ phần viền vỏ thì đều được làm bằng chiếc lỗi thép thì cũng vừa phay xước vừa sáng bóng sẽ kết hợp với nhau. Đằng sau đáy thì có độ chống nước của nó sẽ là 50 atm stainless steel, mã của nó là T6B55. À, tiếp theo là về phần dây thì dây sẽ là một cái bộ dây silicon phía bên trên sẽ được bọc ra thì cái bộ dây silicon này thì độ đàn hồi thì rất là tốt Đấy, em uốn như này nhá. Gấp này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Nó không hàn gì cả. Độ đàn hồi cực kỳ tốt luôn. Đấy, phía bên trên này thì nó sẽ được bọc thêm một lớp da Cái vị trí phía bên trên. Đối với bản này thì có sai mặt đó là 41.7. Càng của phiên bản này là 51.8. Bản này dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút. Form của Haplock. À, đây, dây này, chốt khóa này. Tác mát. Uh, giá hiện tại tại các store hiện tại đang là 38.500 yên tức là nó sẽ tương đương với uh, tầm khoảng 6 triệu hơn 6 triệu dạ, vâng mẫu này thì uh, em cũng uh, đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này uh, mẫu này thì bình thường thì mọi người cũng đều biết rồi nếu mà em cũng đang để với cái mức giá đó là hơn 2 triệu và hôm nay thì uh, em cũng uh, chia nốt cho cả nhà mình ở phiên bản này đấy bằng mẫu này thì uh, em cũng để luôn cho cả nhà mình đó là 1 triệu 650.000 Dạ vâng 1.650.000 và bản này sẽ ở Mã hàng đầu tiên Đó là ở mã 711 1650 nha mọi người nha Giá chưa bao giờ từng, từng có Luôn ạ Tiếp theo di chuyển sang ở mã 712 Phiên bản 712 thì uh, em uh, sẽ Lên tiếp cho cả nhà mình 712 Đó là ở mẫu uh... Thôi Cable Reward em lên sau đi Em lên cho cả nhà mình ở mẫu này đi Mẫu này nhá, Mẫu này đây thì các anh chị uh, tham khảo luôn này ở cái phiên bản mà hiện tại em đang cầm trên tay này này là một cái phiên bản nó rất là đẹp ở bàn này thì nó về thì đúng ra là nó về một cái bộ dây dây của nó là một cái bộ dây kim loại và nó có đá ceramic ở bên trong đấy thế nhưng mà do là cái dây thì nó chỉ còn cho cổ tay từ 17.5 trở xuống thôi nên là em sợ là nó sẽ hơi tức là bởi vì do là cái mặt của bàn này nó to mà của bàn này nó to ít nhất là cũng phải từ tay 17 17 năm trở lên Đấy, thế mà cái dây này nó sẽ hơi ngắn Nó chỉ còn cho cổ tay 17.5 Vì thế cho nên là em cũng đã đặt và có lên cho cả nhà mình một cái bộ dây như thế này Tức là ở bàn này coi như là em tặng cho cả nhà mình thêm một bộ dây ra luôn Đấy, và gửi kèm đó là cái bộ dây jean của nó Thì khi nào mà mọi người về mọi người mà thích đeo cái dây jean của nó thì mọi người đeo Còn nếu không thì mọi người cứ để cái dây da như thế này mọi người đeo Đấy, đây là em đã lên một cái bộ dây mới cho cả nhà mình rồi nhá Và đây là dây da handmade Đây mọi người có thể thấy là cái chất dây của nó rất là đẹp này Đấy, nếu anh chị nào một người chơi về đồ da là các anh chị nhìn một cái là các anh chị biết ngay vì các đường chỉ của nó đường chỉ khâu tay à, bàn này thì nó có một cái rất là hay đó chính là toàn bộ phần viền đó được làm bằng chất loại đá ceramic kể cả cái dây này của nó được làm bằng đá ceramic luôn ấy nên là giá của nó cũng khá là cao chứ không hề rẻ một chút nào đó à, ở bàn này nó có kim dây chạy ở vị trí góc 6 giờ kim giờ này kim phút thương hiệu này thì ở phiên bản này thì sẽ có size mặt đó là size 41.5 này và càng của phiên bản này đó là 50 à, vâng đây các anh chị thể thấy là nhìn rất là đẹp và mới đúng không ạ bởi vì cái đá ceramic này này nó kiểu kể cả mình đeo một thời gian rất là lâu rồi đấy thế nhưng mà cái đá ceramic lúc nào nó cũng mới nó cũng sáng đẹp như thế này, này. đấy nó rất là hay là như vậy đúng không ạ đây là phần viền mặt trước này mặt sau lan hết nhá đây là mã chết của nó này đội chúng nó là 50 atm này stainless steel ceramic đó, đây là dây chốt khóa. Thì ở mẫu này thì sẽ bao gồm khi mọi người nhận hàng sẽ bao gồm đó là một cái đồng hồ mà em đã lên một cái bộ dây mới này và em vẫn gửi kèm cả dây cũ như thế này. Đấy thì hàng đến nơi thì các anh chị cứ mở ra các anh chị kiểm tra. Bàn này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, sale đó là còn 1 triệu 650 000 1 triệu 650 000 mã 712. Đó, mã 712 1650 tiếp theo sang ở mã 713 nhé bảy thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một mẫu của uh, Sôn đi đây là phiên bản của Sôn phiên bản này thì nó là thương hiệu nội địa của nhật ở đây uh, nó sẽ có một cái quyển sổ này đi kèm này đó tức là nó có bóc đầy đủ mẫu này thì em uh, thấy là khá là mới đây là mẫu cơ tự động mọi người ui con này đẹp đấy đây nha mọi người nhìn này Son đúng không ạ của Harry. Đó, bàn này là bàn uh, cơ tự động. Nó có cả trợ có tay đi kèm luôn. Sáu kim. Ở đây là kim chỉ ba ngày một tháng này. Đây. đây là kim chỉ lịch thứ này. Đây. đây là kim chỉ uh, 24 mươi giờ của một ngày. Ở đây nó có cả một cái phần nữa đó chính là multi -function. Đúng không ạ, tức là nhiều chức năng đa chức năng. Với uh, bộ kim ý, với cả cọc số thì uh, ở trong điều kiện sáng kém là mình có thể quan sát rất là ok luôn. Bản này thì mới nha mọi người nha Nên là em cũng chưa thể có một cái vết xước sát hay gì cả Đây các anh chị có thể quan sát này Từ kính này, đúng không ạ? Chưa hề có vết xước sát gì cả Đây là viền cạnh này Sườn này, mặt trước này, mặt sau Oceanless Steel Mã của nó sẽ là H022 Độ chuẩn nó là 50TM Đấy, đây là bộ chuyển động cơ Đó, rất là đẹp luôn nha mọi người nha Rất nhiều chức năng Bản này thì em sẽ test luôn thử các cái chức năng cho cả nhà mình này Bây giờ em sẽ chuyển À, đây đây thời gian của nó đang là buổi sáng rồi nha. Buổi sáng rồi bây giờ em sẽ chuyển lịch nhanh luôn cho cả nhà mình luôn này. Thì uh, khi mà mọi người chuyển lịch nhanh thì tốt nhất là mọi người sẽ chuyển về trong cái thời gian uh, ban ngày. Uh, tức là bộ máy nhá, bộ máy hiểu là đang đang là ban ngày ấy, bởi vì là khi mà đến tầm 6 giờ hơn 6 giờ là bộ máy của nó nó các bánh bánh răng nó đang dịch chuyển dần 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 để đến 12 giờ đêm nó sẽ sẽ chuyển lịch ấy. Nên là khi mà mọi người mà tác động vào gọi là chỉnh uh, chỉnh lịch nhanh ấy thì nó sẽ dễ bị hỏng lịch. Đấy, dạ vâng thế cho nên là mọi người khi mọi người mà chỉnh lịch nhanh thì tốt nhất là mọi người nên chỉnh vào khi mà bộ máy đang hiểu là ban ngày nên là nó có kim 24 giờ ở đây rồi nha. Mọi người bấm vào đây. Đó thì nó sẽ chỉnh lịch thứ. Mọi người bấm vào đây thì sẽ chỉnh đó chính là lịch ngày. Đó. Đây ạ, à, kim này, mặt này. Dây da này, chốt khóa này. Đây là đằng sau. Cái dây này thì hình như là dây này là người ta đã thay rồi mọi người ạ. À. Dây này như người ta thay rồi chứ không 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 phải là dây zin của nó. Đấy nhưng mà thường thì nếu mà người ta đã thay dây thì chắc chắn là người ta phải thay một cái bộ dây rất là đẹp rất là tốt rồi. Đúng không ạ? Để mà người ta đeo ấy. Size 343 nhé mọi người nha, size 43 và càng của bản này là 49.4. Đấy như cổ tay của em cũng này nên tay đẹp đấy. Như cổ tay của em là 16.5 này thì em vẫn có thể đeo được. Dạ vâng, nếu như anh nam nào mà hay thích kiểu mà dù là tay 16.5 nhưng hay thích đeo kiểu form size to ấy, thì các anh chị vẫn có thể đeo được ở phía bản này. Đấy bởi vì nó không bị nhô càng ra quá mà nó vẫn vẫn rất là ôm tay. Đấy, mẫu này thì 16.5 này, 17, 17.5, 18 đúng không? 18.5 mọi người đều có thể đeo được hết nha. Bạn này thì em cũng đang để cho cả nhà mình đó là 2 triệu 850 000 2 triệu 850 000 mã 713. Tiếp theo sang ở mã 714 ạ. Thì phiên bản 714 thì tiếp tục lại lên cho cả nhà mình. Đó là ở một cái phiên bản của Canivan. Uh, nói chung là về các cái mẫu của Carnival thì mọi người cũng quá quen thuộc rồi Vì là trong uh, cái bộ uh, sưu tập của dòng Carnival ấy Thì uh, đây là sẽ là một cái uh, dòng cao cấp của ạ Nó là cái dòng International Worldwide Tức là người ta định hướng riêng một cái dòng sản phẩm đó Để là phân phối ra thị trường toàn cầu Và mang theo tiêu chuẩn của nó chính là tiêu chuẩn quốc tế Đấy thì đấy là một cái, cái gọi là cái định hướng riêng của họ Để thành ra một cái, đó là một cái bộ sưu tập của họ luôn À, với phiên bản này thì nó cũng có rất nhiều chức năng luôn cơ nhưng nhiều chức năng nha mọi người nha nó có ba kim này đúng không ạ nó có lịch kim ngày này nó có lịch ở đây nó còn ghi 24 giờ này đấy thì đây để em xoay cho cả nhà mình xem xe. lịch thứ thứ nhé mọi người nha thứ đó Nó chuyển sang ngày mới rồi này thứ này Mẫu này thì vừa là cơ tự động này, vừa có cả trợ có tay đi kèm này và có cả chức năng hacking stop. Thì cái chức năng hacking stop này nó sẽ giúp cho đó là cái đồng hồ của mình khi mà mình lấy giờ nó rất là chuẩn, chính xác đến từng giây. Đây mọi người có thể thấy là mặt này rất là đẹp. Bộ kim nhá. Và cọc số này thì nó sẽ có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém. Mặt bên trong thì màu nâu, màu hơi theo kiểu dạng ghi xám chứ không phải là nâu. Nó hơi theo kiểu dạng ghi xám. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Đây. Mọi người thấy này, chưa. Form thì uh, thiết kế theo kiểu form giống như là của Patek Philippe. Vì mọi người biết là các cái thương hiệu mà của Patek Philippe thì giá của nó khá là cao. Nên là với các cái uh, thương hiệu uh, chính hãng nhưng mà nó nằm ở trong gọi là cái phân khúc uh, uh, tầm tiền thì người ta có những cái thiết kế đúng không ạ? Rất là ok, rất là đẹp, cũng mang theo kiểu form dáng kiểu dáng như là uh, của, của của Patek Philippe. Uh, cái viền ngoài viền này này nó sẽ được nạm đá và đá này của nó rất là các cái đá ống như mọi người có thể thấy là đá của nó rất là sáng thì khi mà ánh sáng nó chiếu vào thì các cái viên đá này nó lấp lánh lấp lánh lấp lánh nhá và cái đá này nó sẽ nằm giữa cái phần kính và cả nằm giữa cái phần phần nếu gen nên là mọi người không sợ là nó bị rơi hay dụng đá gì nha nó không phải là cái dòng mà kính à cái cái đá nó nhô hẳn lên đâu đúng không ạ đây này nó sẽ nằm giữa ở cái khoảng giữa đấy nên là không sợ bị rơi hay là bị va đập gì cả đúng không ạ đây là phần viền dây thép đúc đó, nó sẽ có phay xước này Phay xước này, chốt hóa này, nguyên zin à, Đằng sau đáy đây Thì nó sẽ có sở hữu đó chính là bộ máy NH36A của Seiko Và nó có đến 24 chân kính nhé Thì với cái bộ máy 24 chân kính này Thì nó sẽ có tần số dao động là 21.600 Thời gian tích cóp tối đa của nó cũng lên đến 40 tiếng đồng hồ Đây là một cái bộ máy của Seiko Và anh chị biết là bộ máy của Seiko thì nó cực kỳ là chất rồi Đúng không ạ, cực kỳ là chất à, Bộ máy này thì nó có chân kính cao ấy Nên là cái độ chuẩn chính xác giờ và cái nó giảm thiểu được hết các cái lực ma sát bên trong của bộ máy dây thép trắng nha và dây thép đúc nên là mọi người sử dụng mà lỡ mà sau này có bị va quyệt vào đâu đó thì không bao giờ sợ là nó bị bị bị, bị kiểu nó bị lỗ ấy gần như nó không lộ size 39.3 và càng của phiên bản này là 4 à em xin lỗi nhá à, 39.2 là em từng chưa tính tai của nó nếu mà tính tai của nó thì nó sẽ là 41.2 Thế còn cái càng này của nó này thì nó sẽ là 48.4 Đấy và như cổ tay của em là 16.5 này Thì em đeo nó sẽ hơi to Mẫu này sẽ dành đến cho các anh nam có cổ tay từ 17 trở lên Thì mọi người sẽ đeo ok thì Chắc chắn là các chị vẫn nhớ phiên bản này đúng không ạ Là trước đây em đang bán với mức giá bao tiền Đấy, và bình thường thì ở các cái lô hàng trước em có về thì mẫu này em vẫn đang để cho cả nhà mình đó là 3 triệu 8 và ngày hôm nay thì em chiên cuối năm Đây là mức giá chiên nhé mọi người nhé Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với em trong suốt thời gian qua và cũng như là trong video ngày hôm nay Đó thì mẫu này thì hôm nay em để cho cả nhà mình đó là 3 triệu 350 nghìn 3 triệu 350 nghìn và mẫu này sẽ ở mã 714 Và mọi người lưu ý cho em đó là Mặc dù là trong cái thời gian mà em chiên hàng Đúng ạ, tức là giá sale rất là sâu so với cái mức giá bình thường em bán Thế nhưng mà em vẫn giữ nguyên các cái chế độ bảo hành Và tất cả sản phẩm mọi người sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán Đấy nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm à, Tiếp theo sang ở mã 75 Phi bản 75 thì à, em lại gửi đến cho cả nhà mình ở mẫu này đi Mẫu này là mẫu One Time Đào nó là một cái thương hiệu mà rất là nổi tiếng đến từ Thụy và cái bản này thì bây giờ người ta không còn sản xuất lại nữa đâu Nên nếu như mà anh chị nào một người mà đam mê về các cái mẫu đồng hồ để mà sưu tầm ấy Hoặc là mình để đeo ấy Thì em nghĩ là đây sẽ là một cái sự lựa chọn cho cả nhà mình bởi vì là bây giờ thì để mà tìm được những cái bản của One Time Theo cái kiểu dạng form này á Cũng bây giờ gọi thực sự với cả nhà mình là cực kỳ hiếm luôn Đó là thương hiệu của Thụy Và tất nhiên nó sẽ sử dụng máy của Thụy Sĩ rồi à, Do là cái thời gian lâu ấy Đúng không ạ? Thì cho nên là mặt bên trong này Nó có một cái vết nhỏ ở vị trí góc Từ 3 cho đến 4 giờ Đây là mẫu pin nhé mọi người nhá Đây pin Đấy nhưng mà nói chung là nó cũng không đáng kể lắm Cọc số la mã này Đấy và cái kim dây Kim giờ kim phút nó rất là hay Mọi người thấy kim dây nó chỉ có một kim thôi Đúng không ạ? Một chỉ thôi Nhưng mà kim phút này nó sẽ có hai cái đường chỉ Kim giờ của nó sẽ có ba đường chỉ Đó hai ô của sổ lịch nhá hai của sổ lịch và cái kính mặc dù là cũng đã qua sử dụng và thời gian cực kỳ lâu Nhưng mọi người thấy không? Cái kính này của nó sẽ là một cái hình đa giác Và chưa hề có một vết trầy xước gì cả đấy thì các anh chị phải biết là những cái mẫu mà từ đời đầu ấy nó phải gọi là nó đẳng cấp như thế nào và đây là cái gọi là gần như là nó gần như là cảm giác nó, em cứ gọi là um, nôm na rằng để cho mọi người hiểu rằng giống như là cái 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 này nó gần như là nó là tiền thân của cái chất liệu đá tung ten ấy đấy mọi người thấy không ạ đây rất là sáng rất là đẹp luôn rất sáng rất đẹp đấy mà gần như là không thể có các cái vết xước sát gì mấy để mọi người có thấy này. Núm này. Dây này thì không phải dây zin. Dạ vâng, dây này thì không phải dây zin của nó. Dây dây này là dây của Bambi, nhưng mà cái dây Bambi thì nó là một cái dây của Nhật ý thì các anh chị cũng biết là dây của nó là cái thương hiệu Bambi là thương hiệu chuyên về dây cao cấp ấy, nên là cái dây của nó rất là tốt luôn. Size 36 nha. Càng ngồi phiên bản này <laughs> Càng của bản này thì nó sẽ hơi khó đo nó rơi tầm 35.5, tức là form nó hơi vuông vuông một chút xíu. Đấy, cái này cho anh Nam tên nhỏ Và với phiên bản này nhá Thì em cũng đang sale chuyên cho cả nhà mình Ở phiên bản này, đó là còn 2 triệu 3 Giờ vừa 2 triệu 300 nghìn Mẫu này sẽ ở mã 75 Tiếp theo di chuyển sang ở mã 76 Phiên bản 716 Thì em tiếp tục gửi đến cho cả nhà mình Đó là mẫu của xe cô năm này Cái bản sale cô năm này thì Em cũng có về hộp này Sổ này Ở đây thì nó còn mắt thừa nhá, bởi vì là cái này là người ta cũng qua sử dụng rồi nhưng mà độ mới của nó còn rất là cao. Mà đây các anh chị thấy này, mặc dù đã qua sử dụng đúng không ạ? Đây. Dây này nó bị bẩn ở đây một chút thôi, đem lau cho mọi người mình xem. Kiểu như là nó dính cái keo ấy. Đấy, đây. Đấy. Lau đi là sạch mọi người ạ. Hơi bẩn một chút. Đấy, mọi người thấy là các cái lớp mạ vàng của nó rất là tốt luôn đúng không ạ? Mặc dù là mẫu này đã qua sử dụng nhưng mà đây, mọi người thấy độ mới của nó này. Còn rất là cao. Đây là mẫu của dòng Seiko 5, giờ bằng automatic nhá. Đây là phiên bản Made in Japan, tức là phiên bản nội địa của Nhật. Đây là được sản xuất lắp ráp tất cả các chi tiết linh kiện đều tại Nhật hết. Ở mẫu này thì nó sẽ có hai cái ô của số lịch. Đó là lịch thứ và lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ. Kính ít thì mọi người thấy không ạ? Nó có theo kiểu dạng giống như là kính trắng gương ấy. Em thấy nó làm giống giống theo kiểu dạng kính trắng gương. Nên là nhìn trông rất là bóng, rất là sáng và rất là đẹp Đây mọi người có thể nhìn này Đó, made in Japan Mặt này Đấy, và chưa hề có một vết chảy xước gì nhá ở cái từ cái phần viền này cũng thế này Đấy, nó sáng bóng luôn Núm này Núm thì nó sẽ nằm ở vị trí góc 4 giờ à, Dây này thì nó có vừa phay xước vừa sáng bóng sẽ kết hợp với nhau Chốt khoáng nguyên zin này Và đằng sau đáy thì nó cũng sẽ có đầy đủ các phần thông số ví dụ như made in japan đúng không ạ mô đun máy của bản này đó là 4227 đấy bộ máy của Seiko thì với cái bộ máy này thì nó sẽ có tần số dao động đó là 21.600 pph à, với chân kính của nó sẽ là 21 chân kính đúng không ạ? Đó là các cái thông số chung đối với các cái bộ máy cơ của Nhật rồi Đây các anh chị có thể thấy mặt đồng hồ rất là đẹp Mẫu này thì dành riêng cho Enate nhỏ nha Enate to không đeo được ở phiên bản này Và phải nói là bản này thì Ừ, các anh chị thấy là từ các cái lần trước mà em về cho cả nhà mình đúng không ạ thì lâu lắm rồi mới về lại phiên bản này món này là 29.4 ạ và càng của phiên bản này là 36 đây màu vàng rất đẹp luôn cái này là anh nắp tay nhỏ nhỏ cái này là chủ cũ là người ta đã rơi tầm khoảng độ tay 17.5 là người ta đã cắt mắt dây rồi đấy Uh, thì vẫn có gửi kèm cả mắt thừa nhé. thì nếu mà mọi người về mà các anh chị mọi người mà đeo mà vừa thì thôi mình không phải lắp mắt nữa. còn nếu mà tay mà mọi người mà mà, mà thiếu mắt ấy, thì các anh chị có thể lắp thêm cái mắt phụ đúng không? ở, ở trong cái hộp đấy là em sẽ gửi đầy đủ. và ở phiên bản này thì đây đây là mắt này nó này. đấy. thì uh, mẫu này thì em cũng uh, đang để cho cả nhà mình ở mẫu này là còn hai uh, triệu tám trăm năm mươi nghìn. Dạ vâng. 2 triệu 850 nghìn nha mọi người nhé. Đây là phiên bản của xe 5. 2850. Đó, full hộp đầy đủ. Bạn này sẽ ở mã 716. À, tiếp theo sang ở mã 717 ạ. À. Phiên bản 717 à. em lên uh, tiếp một cái mẫu uh, mẫu cơ nữa cho cả nhà mình nha. Đây, em lên tiếp một cái mẫu cơ nữa này. Ở đối với mã 717 này thì đây là mẫu của Orange Flash. Món này thì cũng hơi tiếc là nó không có hộp đâu, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Nhưng mà được cái là nó mới nguyên và anh chị thấy là nó vẫn còn nguyên cả tác mắc của nó có đầy đủ. Cái này mà mọi người mà đấu hay là các chị mua trực tiếp ở trên trang của eBay thì giá của nó khá là cao ấy. Nó phải dao động nó rơi vào tầm 7 cho đến 8 triệu đối với phiên bản này. À, cái dòng Orefrat này thì mọi người lưu ý này, đây là mẫu cơ tự động. Dạ vâng, nhưng mà nó sẽ có thêm cả một cái phần pin nữa nếu vâng tức là tức là cái ấy, gần như là nó sẽ có hai bộ máy riêng ấy mà nó sẽ có một cái đó là cái um, cơ này, cơ nó chạy uh, kim kim phút kim dây này, còn pin thì nó chỉ sẽ chỉ chạy riêng cho cái phần đèn flash này thôi này. đó, tức là bản này nó có đèn, rất đẹp nha. cái này mà mọi người, người siêu tầm ở phiên bản này thì phải nói thật sự là quá là ok luôn. đó, dòng orange Flash đúng không ạ, nosta cái này mọi người chỉ cần uh, chụp lại hình ảnh màn hình ý hoặc là các anh chị mọi người có thể là check ở trên google ấy, là nó sẽ ra luôn phiên bản này mọi người chưa gặp vào trang của em thì mọi người biết là giá của nó khá là cao đấy và bên trong này nha cái này là mặt kính phẳng mọi người đấy không ạ mặt kính phẳng còn bên trong phần niềng này này đó thì nó sẽ là các cái cái uh, giống như là các cái tinh thể pha lê ấy. rất là đẹp rất là sáng và nó làm theo các cái hình khối giống như là các cái lát cắt kim cương ấy cái phần cọc số của họ được làm bằng thép nhưng mà người ta cũng làm rất là chi tiết tỉ mỉ giống như là một cái ánh sáng nó chiếu vào ấy đúng không ạ có đầy đủ màu sắc luôn này đấy em rất là thích cái phần đèn này buổi tối mình bấm đèn nó lên như thế này rất là hay núm đây là mặt trước mặt sau đây sẽ là mẫu uh, limited edition phiên bản giới hạn à, với phiên bản này thì tổng số lượng là 777 chiếc và đây là phiên bản thứ 11 trên 777 chiếc đó made in Japan phiên bản nội địa của Nhật dây giang nguyên zin nhé mọi người nha dây nguyên zin này đó tác này made in japan này chốt khóa nguyên zin đây tác của nó có đầy đủ đây mọi người có thể chụp ảnh lại và các anh chị check theo tác này mẫu này thì có size mặt đó là 39.3 càng của phiên bản này là 47 và dành đến là cho các anh nam tay vừa và nhỏ hơi to một chút xíu có thể đeo được thì mẫu này thì em cũng sale luôn cho cả nhà mình cái phiên bản này đó, bản này là 3 triệu 350 nghìn 3 triệu 350 nghìn Mẫu này sẽ ở mã 717 3350 mã 717 Tiếp theo sang ở mã 718 ạ Phiên bản 718 Thì em lên cho cả nhà mình ở mẫu này Đó là ở bản của Savatamara Thương hiệu của Ý nhé Đối với bản Savatamara này thì Mới nguyên, chưa qua sử dụng và cái form của nó là cái form 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 hình chữ nhật. Và vào form của nó sẽ là phong hình chữ nhật. bản này là bản 6 kim, nó chạy lịch thứ, 24 giờ và lịch kim chỉ lịch ngày. đó. lúc này thì hiện tại là nó đang hết pin mất rồi, thì em chưa thay pin. cái này thì trước khi gửi hàng cho cả nhà mình thì em sẽ thay pin và kiểm tra lại đầy đủ các chức năng. sau đó thì em sẽ gửi nên mọi người hoàn toàn yên tâm. khi mọi người bấm vào cái núm ở phía trên này, nó sẽ chỉnh lịch thứ. bấm vào đây thì nó sẽ chỉnh lịch ngày. gọi đây là viền, núm, dây. Đây mọi người thấy dây này Phải xước đúng không ạ? Đây là mặt trước mặt sau mẫu này thì uh, nó chắc là cái này là chắc người ta sử dụng rồi Nhưng mà sử dụng mà uh, Nói chung là người ta cũng chỉ sử dụng một đến hai lần thôi Đằng sau đấy thì nó hơi xước một chút xíu nhưng không không vấn đề gì Bởi vì đằng trước này thì nó rất là mới chưa hề Đằng trước thì chưa hề với xước sát gì đâu ạ Xe 35.5 nhé Và càng của mẫu này là 49.2 Và dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to Đấy, thiết kế form dáng vuông đẹp dành đến cho anh nam tay vừa và tầm từ 17 trở lên nhé mẫu này là full hộp này và bàn này thì em cũng đang sale cho cả nhà mình ở mẫu này đó là còn 1 triệu 750 000 1 triệu 750 000 mã 718 tiếp theo sang ở mã 719 ạ phiên bản 719 thì tiếp tục gửi đến đó là mẫu nốt cái mẫu hộp này đi ạ của Capri -Watt. đây là một cái thương hiệu đến từ đất nước Ý và các anh chị đều biết là cái thương hiệu này thì nó rất là nổi tiếng Ở bàn này nó còn có một cái, cái giấy tờ của nó này Nó là kỷ niệm 5 năm gì đó Tức là cái phiên bản này là phiên bản kỷ niệm Đây mọi người thấy không ạ Bàn này là có núm gen nhé mọi người nha Đây là cái núm của nó này Đó, đóng núm này Đó mọi người sẽ xoáy cái núm này vào Đấy, mọi người thấy không Núm gen, thấy chưa Nên là cái độ chống nước của nó rất là tốt ở bàn này thì nó lại còn có cả dạ quang Dạ quang ở bộ phận đó là kim giờ, kim phút này Cọc số này, có dạ quang sáng nha, trong điều kiện sáng kém nha Đây là toàn bộ phần viền này, mặt xanh này Cái viền này nó giống như là bằng đá ceramic ấy Nó làm kiểu giống thôi chứ không không phải bằng đá Nhưng mà nó làm phủ phủ ở trên ấy Tôi cũng không biết là gọi nó là cái công nghệ gì nhưng mà Đó là nó rất là đẹp lau đi rất là sáng Cạnh, đây bởi thì chất thép phay xước này núm này mà trước mặt sau sử dụng máy mi nhé mọi người nhá máy uh, 2405 độ chống nước là 10 tm on stainless steel này thép 316 l này đấy dây silicon chốt khóa nguyên zin capri watt đây là thương hiệu của ý đây nó có cái cái này nó có hình đồng hồ này mọi người này nắp của họ có hình đồng hồ này đây, đây là của đảo capri island này đấy italy này Đấy đầy đủ thông số. Mẫu này thì cho anh nam tay to to chút nha. Size 44.4 ạ à, và càng của mẫu này là 51.7. Và này cho anh nam tay vừa và hơi to. Ôm tay đẹp. Mẫu này uh, thôi em cũng uh, chiên. Mẫu này vì anh chị biết bình thường cái mẫu này giá của nó nó phải dao uh, động rơi vào tầm uh, 2 triệu rồi. Và mẫu này thì uh, em coi như là giá kỷ niệm cho cả nhà mình ở phiên bản này. Đó là còn 1.650.000đ. 1 triệu 650 mã 719 Full hộp nhá Và rất là mới Tiếp theo sang ở mã 720 Và cũng là mã hàng cuối cùng ở Trong video ngày hôm nay Đó là mẫu size tay nhỏ Dành cho các anh nam tay nhỏ Đây là mẫu của Citizen Ở bàn này là bàn Eco drive pin năng lượng mặt trời Và mẫu này thì mới nguyên và chưa qua sử dụng đó, Cái mẫu này thì nó không có hộp đâu nhà bàn, tức là đồng hồ thì nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi Eco drive Nên là tuổi thọ pin nó lâu Tác mát của nó cũng sẽ có đầy đủ đây là mặt trước này, đây là mặt sau. Độ chúng nước là 13 này, anti-magnetic này, mô đun máy là dòng E111, Japan Moment và Kain China. Thì cái cây của nó là vỏ của nó sẽ được sản xuất tại nhà máy của Citizen được đặt tại bên Trung. Còn đâu là vẫn theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng. Đây mọi người có thể thấy mặt đồng hồ này. Rất đẹp nha. Viền này, nó có hai càng này. ở bàn này thì sẽ có size mặt đó là 36. Càng của phiên bản này là 42. Mẫu này dành cho anh nam tay vừa và nhỏ Ủa đeo tay đẹp đấy. đấy Đây là một cái mẫu gọi là siêu phẩm Cho anh nam tay nhỏ luôn Bà này thì em cũng uh, chiên cuối năm Còn 1 triệu 650.000 1 triệu 650 Mã 720 và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em Và mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào Thì mọi người có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số zalo Đó là số 08 58 58 thứ quý 2 Hoặc có thể để dưới phần comment bình luận Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo Và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like ở video cũng như là các lượt follow kênh nhé Dạ vâng, em chào tất cả mọi người ạ